Ok, lên. Nào, continue. Mình tiếp tục con nhé. Right, ok, that's what I said with you again. Now, Park B write their words for the pictures. Which quote can you see in the blue box? Now, number one, you have pencil here. And how about number two? Number two, Lân. Con nói đi, cô sẽ điền cho con. Playground. Playground. Okay. Number three, please. Number three. Three rapper. Rubber. Oh no, it's eraser alone. Maybe number six is rubber. Okay, now number four alone. Number four. Number four, please. Number four, con có từ gì nào lên? The No, I don't think so. Table has five letters, but this word just four letters lên. Cái này nó chỉ có bốn chữ thôi nè con, bốn chữ cái thôi nè. Có từ Yes. desk. Okay, I think so. How about number five? Is it? Bookcase. Yes, number five is bookcase. And number six, please. You have rubber. Right. Rubber? Here. And number seven, please, Lynn. Surprise. Four. And let me know number eight. Con có cái từ ba lô là cái gì nào? Number eight, you have. Nó là cái từ school bag. Là backpack, nó không đủ rồi. Con sẽ ở đây, con sẽ có từ school bag. Now, tell me, which word can you see in the blue box? Classroom. Classroom. Okay. This exercise easy. And now we move to the next here. Now, Paxi, write names. Ask your friends and write their answers. Oh, no, I'm just ask you. Now, tell me, Lynn, what color is your eraser, Lynn? What color is your eraser? Is me in blue, and yellow. Oh, it's blue and yellow. Nice color for eraser. And how many Blue. pens have you got? Pink. It's pink too. It's pink. It's pink too. Three colors in your eraser. Con có Yes. tại con có ba màu. Okay. And question number two, please. How many pens have you got? I two pairs. You have two pens. What color is it, Lynn? It's black. It's black. Oh, okay. And number three, question number three. What's on your desk? Okay, now tell me, what do you put on your desk, Lynn? Biscuits. Biscuits. On your desk. Water. Water, yes. What else? Notebook. Notebook. Textbook.
textbook. Okay, is there a pictures, any pictures on your Pencil desk? case. Pencil case, yes. Pictures, how about pictures? Yes. Okay. Teddy bear or dolls? Small teddy bear or doll? No. No, okay. Flowers? No. No. Okay. And number four, question number four, Lynn. Do you like your school playground? So-so. So-so, okay. And now, easy? No. Move to the next here. Question and answer. Oh, easy. Now, what colors are your eraser already? Do you write a pen or pencil? Do you write in pen or pencil? Lên. Con sẽ trả lời. À, nào con sẽ nói là I write in pen. Nào. In pen. Okay. And what do you like about the playground? What do you like about the playground? So-so. So-so because you don't like it? Okay. Just a little. Now, what games do you play in the playground? No? No game? A skating board? Board skating? No. No? What do you do in the playground? Con không nhớ tên. À, con nói tiếng Việt đi, cô xem nào. Bóng rổ. Bóng rổ hả? Con chơi bóng rổ hả? Con sẽ có là basketball. À. Con có từ này nè lên nè. Basketball. Con thích chơi bóng rổ hả? Do you like basketball? Sơ sơ. Ok, con sẽ có từ basket. Basket, cái từ này nè lên. Basket là cái rổ đó. Ball là trái bóng ha. Thì con sẽ có cái môn bóng rổ là basketball ha. Ơn học vậy cho nó dễ nhớ nhá. Now, next. Let's see. Take note. À, cái này thì nó dễ rồi. Con sẽ dùng khi mà con cộng với những cái chữ nhờ nó kết thúc, nó có bắt đầu là bằng phụ âm ha. Còn còn lại á, thì chữ ẩn thì với những chữ nào ta? Vowel sound là gồm những chữ nào con? Nó là nó thường á, nó sẽ là những cái chữ này nè. Trong tiếng Việt của mình đó thì con sẽ có là chữ U, E, O, R, A, and I. Chữ uể oải á lên. Now can you give me an example about a? Con sẽ dùng a trong những cái chữ nào? Con cho cô ví dụ xem. Umbrella. Umbrella. Really? Cô hỏi chữ ờ trước á, chữ ờ chứ không phải là chữ ẩn. Con trả lời chữ ờ trước đi đã. Mình có chữ ờ thì có chữ nào nè? Con sẽ có ờ gì? A book nè. A banana. Ah, yes, a banana. What else? Watermelon. Yes, a watermelon. A star. A star. Yes, good. Now, how about ẩn? Còn về với cái từ ẩn, con cho cô ví dụ xem. An umbrella. An umbrella. Yes, good. An umbrella. An umbrella. What Lynn? Cô không nghe rõ. An apple. Yes, an apple. Good. Now, what else? How about an elephant? Yes, an elephant.
Next. ice cream. Yes, an ice cream. Nào, và rồi, cô ghi vô đây. An Từ gì nữa con? orange. Yes, an orange. Ha, rồi an orange. Rồi, nhưng mà con có cái từ này. Đây. Con có một từ, đó là từ uniform. Uniform. Từ này nghĩa là gì cơ Linh? Con biết từ này không? Con có đồng phục á, đồng phục gọi là uniform ha. Nhưng mà cái từ này nè, khi mà con đọc á, con sẽ thấy nó bắt đầu bằng chữ U nè. Nhưng mà khi mà cái cách đọc á, nó là chữ chiều, chiều uniform. Nó là cái vần này. Nên khi mà con thêm ờ hoặc là ần ở đây á, thì con sẽ dùng là ờ uniform. Con nhớ nha. Nên nhớ cái này là đặc biệt đó, nó à không phải là đặc biệt, nhưng mà mình cái này là trường hợp mà con cần phải nhớ. Ví dụ con sẽ còn một chữ nữa, từ con có biết chữ university không, nghĩa là gì không? University, con có từ university có nghĩa là trường đại học đó ha. Nhưng mà mình không có dùng là an university nhé. Mình sẽ dùng là a university. Ok. Con hiểu chưa nào? Có hai từ này đặc biệt lên nhé. Alo. Ừ, con nhớ chưa? Con sẽ có từ Rồi. a uniform và a university. Con nhé. Rồi. Do you have any question about our lesson for today? No. No, if you don't have any question, we'll stop here and see you next time. Okay? Remember, do your homework. Con nhớ là mình sẽ làm bài nha. Ngày mai chủ nhật đó con ở nhà con làm đi. Rồi để thứ ba mình có bài mình sửa nhé. Hoặc là con khi nào con sẽ chụp con gửi trước cho cô ha. Nào, bye bye. Ok, cô. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Thank you.